Anh xin chào mọi người nhé. Hôm nay đây mình đang có một con quạt này, cảm nó vẫn chạy này. Mọi người thấy nó vẫn chạy không? Nghe mọi người nhìn mình bật này. Đấy. Lúc chạy lúc không, khách mang đến kêu lúc chạy lúc không nhé. Tức là tiếng kêu nó cũng hơi lạ lạ này. Bật bật thì mình thấy lại đá, cái trục nó hơi hơi bẩn lên một phát, hơi giật bẩn lên phát. Chạy vẫn chạy bình thường nhá, nhưng mà khách mang đến là kêu là nó chạy được không. Trước khi mình khá là mình đánh cái chụp này đi rút ra cho nó dễ nhá. Xem mà cái quạt nó chạy không thì nó bị làm sao nhá. Nó kiểm tra chân mình khá là kiểm tra nhá. Mọi người xem. Đó. Đây cho mọi người xem nhé. Đây mình chỉnh máy quay thấp xuống, thấp cho mọi người xem. Đây cho mọi người xem. Đây là do thợ trước đóng bạc bị lỏng này. Đấy. Đấy chạy nó cứ giật lên giật xuống này. Do thợ trước đóng bạc này lỏng này. Do cái ôm bạc này nó không ôm được vào này, đang bị này. Đó. Thứ nhất bạn thứ hai chụp cũng kém được, mình sẽ thay cả chụp bạc trong ra này. Đấy. Thì một nguyên nhân chính là do bạc lỏng nhé mọi người nhé, nhưng mà chụp kém là mình sẽ thay như cho người ta. Do thợ trước đóng cái ôm bạc này không chuẩn nhá. Nguyên nhân chính anh em nhiều lúc tháo ra mà muốn tự thay ấy, mọi người chú ý nhá, lắp cái giữ bạc này chặt vào nhá. Mọi nhiều người cứ hay chủ quan, xem video xong lắp vào kêu không chạy được là nó là do cái bệnh này nhé. Nên mọi người chú ý, rất là chú ý nha. Đóng bạc này sẽ kiểm tra lại, đóng xong rồi kiểm tra lại xem là đã bạc nó đã chặt chưa. Chưa chặt là phải đóng lại. Nếu đóng lỏng quá nó còn sát cốt cơ, chạy còn sát cốt cơ. Không chạy được, khi bật phát nó kêu è è, nhưng mà quạt trục không quay.
xuống hết rồi. Làm sao đảm bảo cho bạn đủ chặt nhé. Khi bạn đủ chặt phát mọi người đọc cái tôi viết ra hơi lay nhẹ, thấy nó ôm khá là mút thì ok nhá. Riêng bạn mà đang ôm mút thì là ok thôi. Tiếp theo mình đóng trục thôi. Một người thì ok thì ông tiếp vào đóng rất là nhẹ nhàng nha. Không có gì là phức tạp đúng không? Đóng trục rất là nhẹ nhàng. Mọi người đóng đóng trục vậy, thấy mình đóng rất là ngon này, nhưng mọi người chú ý là đóng trượt để nó tuyệt cái gen này nha. Cái gen để bắt cái ốc hạp cánh này, mọi người chú ý là cái độ này. Mình phải thay cái bạc phía sau này. Bạc thì mọi người cố gắng đừng nên tận dụng, đi thay đi, thay là thay cả đôi luôn nhé, để muốn thấy cái bạc sau mà còn ổn xong là giữ lại, nó cái lúc mà lỗi hỏng những bạc sau nó thay mất công mọi người nhé, nên thay là tận thay là thay tất nhé. Tốt thì chạy độ bền nó cao nhé, nó không bị khô. Đó, ok, xong, giờ mình sẽ lắp vào. Vào đây chạy thôi, nó vào chạy là chiến hết mùa hè này, mùa hè năm sau tính tiếp. Rồi, rồi cứ làm bảo dưỡng cái này một lần là ok mọi người nhé. Tôi nói một năm, như nếu mà bơm dầu vào cái nướng mút đấy nó thấm thoải mái, chạy rất là lâu mọi người nhé. Đấy, như này là cái tình trạng sát cốt đấy chứ, tình trạng sát cốt. Chạy nóng này nó bó hẳn lại.
không có tiếng kêu khục 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 nữa rồi, chạy rất là ngọt ngào. Ok mọi người nhé, hôm nay mình chia sẻ với anh không còn gì để chia sẻ cả. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Đức Anh nhé. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.